Hôm trước thì chúng ta mới làm phần hiển thị bài viết này và tạo mới bài viết này. Cho check, đây là post, tôi check lại một bài viết ở đây. Ví dụ Bầu Đức mời cựu huấn luyện viên cái gì gì đây. Copy này. Paste vào đây, category là SC. Ảnh này tạm thời tôi chưa xử lý. Author là hiển TH. Short description. Copy vào đây, copy cái này vào. Cái này vào đây. Tiếp theo phần ở phía dưới thì chúng ta copy cái nội dung của bài viết của họ tương vào bài của mình. Copy. Đó, tương vào trong bài của mình. Submit lên. Ôi giời ơi. Cái gì đây? Sợ ra error nhỉ? App này HTTP controller admin post controller create save này result save đẩy vào trong làm save này model new post fin request all đề ra model by title get id emit author short description content còn thiếu cái gì nữa nhỉ? Đủ rồi mà. Nóng quá. Mô đồ này. Mô đồ cho đến save. Nếu mà catch, chúng ta đọc cái lỗi cái đã. Vào phần storage này, log này. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 này. Kéo xuống dưới, chúng ta đã nhìn thấy cái lỗi đây. And post controller save này, begin. Sao không log ra lỗi nhỉ? Return false. Lại ra lỗi. Log error and function. Get message. Save error này. Column emit cannot be null. Rồi cột emit của chúng ta bị null. Back lại. Cái cột emit hiện tại hình các bạn check cho tôi trong cái database cái. Check cho tôi xem cái trong database của chúng ta cột emit có được null không? Ở trong bảng post. Mở bảng post ra, ở phần design ấy. Design table này. Cột image đang set là not null cho nên là chúng ta khi save xuống nó sẽ bị lỗi. Thì chúng ta bỏ cái tích này đi. Bỏ cái not null đi. Chúng ta xếp xuống xong rồi xong sau đấy thì chúng ta lưu lại cái bài viết tôi viết lại bài viết nha danh mục là Rabbit này ảnh chúng ta không chọn này. Author viết linh tinh tiếp theo phần này tí tôi giải thích cho chúng ta cái logic của chúng ta khi mà làm được cái CK editor này như thế nào. Cái gì ấy? Rồi, submit lên.
Bây giờ chúng ta sẽ có ở cái bài viết ở trang số 6, MU lập cú đúp 150 triệu bảng, Morata đến trong vòng 48 giờ cái gì gì đấy, đây đúng không? Thì tôi giải thích lại cái logic của phần tạo mới này nhá. Logic của chúng ta sẽ như sau này. Đầu tiên bấm vào create thì chúng ta sẽ có phần cái form như này đúng không? Cái form này bây giờ chúng ta chỉ còn thắc mắc cái phần này nó hoạt động như nào. Vì sao lại nhét được ảnh lên trên đấy? Đúng không nhỉ? Thì chúng ta làm một cách như sau này. Đầu tiên chúng ta vào mở cho tôi cái thư mục là public. Mở cái thư mục public. Được chưa? Trong thư mục public thì chúng ta có một cái thư mục là ở đâu nhỉ? Chờ tôi tí. Để tôi ngó qua xem là cái trang của chúng ta nó link đến cái CK Editor ở đâu. Đây này. Trong thư mục plugin có cái thư mục CK Editor đúng không? Chúng ta mở cái thư mục CK Editor plugin này. Trong public có plugin này. Có CK Editor. CK Editor đấy. Được chưa? Đầu tiên khi mà các bạn setup cái CK Editor ấy thì là nó đã ra sẵn như này rồi. Nhưng mà nó chỉ dở hơi một cái là nó không có cái phần upload ảnh lên server ở đây thôi. Được chưa? Đấy là cái bản thân bằng CK Editor. Còn cách dùng của nó thì chúng ta có thể vào ckeditor.com để chúng ta search cái, lấy cái tài nguyên mới và cài đặt vào máy. Được chưa? Thì đầu tiên là chúng ta cài tương vào trong cái chỗ này cho tôi cái thứ nhất là cái file CSS của CK Editor. Cái thứ hai là chúng ta ném vào đây cho tôi cái file JS của CK Editor. Nếu tôi nhớ không nhầm. Plugin này. CK Editor này. Thì chúng ta có rồi, bình tĩnh. CK Editor JS thì chúng ta nhét vào trong cái project của chúng ta cái CK Editor JS và config JS. Bây giờ chúng ta có thể xem ở đây. Vào layout để xem chi tiết chúng ta setup nó như thế nào, chúng ta mở cái file trong phần resource view layout admin blade. Chúng ta tìm cái từ là CK Editor. Đây. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó setup cho chúng ta là 3 file. 3 file nằm trong CK Editor đúng không? Ở đây nó bao gồm CK Editor js.js, tiếp theo là CK Finder.js và cuối cùng là Function Finder.js. Được chưa? Sau đó chúng ta có một đoạn code JavaScript ở đây, đó là cần một cái biến của JavaScript. Biến này là biến toàn cục, mỗi một lần chúng ta tiến hành là load lại trang thì cần phải có cái biến này. Thì để biến này người ta đặt là base URL. Nó chính bằng localhost 8000 của chúng ta sửa một cái. Được chưa? Đấy là cái CK Editor setup cơ bản. Sau đó ở trong cái file public ấy, ở trong thư mục public CK Editor ấy, chúng ta sẽ có cái thư mục là cái file là config.js ở đây này. Nó có cái thư mục cái file là config. Thì chúng ta ủa sao không có gì đây nhỉ? Mình nhớ nhầm à? CKEditor.js xem có nội dung không. Không phải rồi. Đâu nhỉ? CKEditor nó sẽ làm cho chúng ta có cái giao diện là thêm edit cái style của cái text nhá. Còn cái thằng CK Finder ấy, chúng ta ném cái CK Finder vào CK Finder JS này này. Khi mà ném vào thì chúng ta có cái CK Finder này. CK Finder.js này. Đây là cái file nén. Nó giúp chúng ta thực hiện cái việc là đẩy dữ liệu, đẩy cái ảnh lên trên phía server, upload lên đấy. Thì chúng ta có một cái phần là file ckfinder.php, các bạn nhìn thấy không? Và file config.php. Nhìn thấy không? Hai file PHP nó viết sẵn trong này này. Được chưa? Thì chúng ta mở cái file config ra. Đây là crack rồi. Đây này. Nó sẽ có cái biến là base URL chúng ta phải tự sửa. Được chưa? Trong này chúng ta phải tự sửa là cái base URL này là cái nơi sẽ được upload ảnh lên trên đấy. Được chưa nhỉ? Thì cái nơi đấy chúng ta sẽ để là HTTP. Sau này khi mà các bạn đưa lên host ấy, nhớ nhá, sau này khi các bạn đưa cái CK Editor này lên hosting thì ở trên hosting chúng ta phải sửa lại cái base URL này trở thành là domain sược cái thư mục chứa ảnh của chúng ta. Nhớ tôi cái điều này, cái điều này rất là quan trọng khi mà chúng ta làm với CK Finder và CK Editor. Đây nó là một thư viện nhưng mà nó vẫn tự code PHP để đưa vào trong thư mục public của chúng ta.
Được chưa? Nhớ tôi ở trong cái file config.php chúng ta có cái bay URL bằng với cái http localhost 8000 dược finder. Được chưa? Đây sẽ là nơi để giúp nó lưu trữ cái ảnh của chúng ta gửi lên. Xong chưa nhỉ? Còn cái CK finder này nó chẳng có cái gì cả. Nó chỉ là require một cái file ở trong core thôi. Đây cái file trong core này. ckfinder.php nó là cái logic upload ảnh và resize ảnh của chúng ta khi mà chúng ta up ảnh lên. Thì chúng ta không cần thiết phải quan tâm đến cái thằng này làm cái gì cả. Không cần quan tâm. Bởi vì ở trong này logic của nó sẽ là tôi vừa giải thích rồi, logic của nó là nhận ảnh upload lên, lưu xuống cái file trong này, lưu xuống cái file finder, lưu xuống cái thư mục image. Sau đó nó resize cái ảnh của chúng ta. Resize cái ảnh thành ảnh nhỏ. Đây là ảnh to, đây là cây cao lương đúng không? Các bạn nhìn cao lương ảnh nó to vật như này này. Nhưng mà khi mà ảnh upload lên nó sẽ tạo ra thêm resize một cái ảnh là ảnh JPEG hay là cái ảnh có cái tương tự, tên tương tự như với ảnh gốc, nhưng mà nó sẽ có đuôi là nó sẽ có cái chất lượng ảnh thấp hơn và cái kích cỡ ảnh thấp hơn. Để phục vụ cái mục đích gì? Để phục vụ cái mục đích khi mà chúng ta vào chọn ảnh ấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái ảnh nó nhỏ nhỏ ở cái phần chúng ta chọn ảnh đúng không? Thì đấy là cái mục đích của nó. Còn khi các bạn chọn ảnh xong thì sẽ ra là thành ảnh to. Được chưa? Chúng ta chỉ để ý cho tôi cái file là file config.php ở đây thôi và edit cho tôi cái đoạn này, bay URL localhost cái gì đấy finder. Được chưa nhỉ? Có mỗi thế thôi, hết rồi. Hết rồi. Duy nhất một phần. Sau đó là chúng ta config tiếp là ở trong cái function CK finder này này. Chúng ta phải config cái này. Đây này. Đây là cái language là VNVI đúng không? Đây là ngôn ngữ tiếng Việt. Thì khi mà các bạn tương vào đây nó sẽ ra cái chữ tiếng Việt. Được chưa? Các bạn có thể là config vào đây là cái chữ ER N đến vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì sẽ ra cái tiếng Anh. Được chưa? Thì đây là cái chỗ để giúp chúng ta config cái nội dung để hiển thị ở phía ngoài. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy cái biến base URL. Chữ có tối quá không? Có nhìn thấy gì không nhỉ? Cái base URL này này là cái file browser image browse URL đúng không? Cái này nó sẽ là cái lấy đến cái giao diện. Đây là các bạn để ý nó là những cái file gì đấy? File HTML và file PHP đúng không? Đúng không? Thì những cái file này này nó chính là cái giao diện của cái phần này. Đây, nó chính là cái giao diện của cả cái phần này. Và cả giao diện của cái phần này nữa. Được chưa? Đấy là giao diện của cái bộ khung bên ngoài của các bạn. Nhìn thấy ở đây thì đây là chính là cái nội dung của file HTML của các chúng ta nhìn thấy. Thì đấy là cái base URL trở đến plugin CK Editor, CK Finder.html, CK Finder.time, Flash, Image. Được chưa? Sau đó ở phần dưới chúng ta có cái connector. Thì ở đây là trong core này, CK Finder core connector PHP connector.php. Trong này chúng ta cũng không động chạm gì đến nó cả. Nhớ nhá, ở trong này chúng ta đã tải rồi, chúng ta không động chạm gì đến nó mà cũng chẳng có lý do gì để động chạm đến nó. Đây là bộ core của thư viện của người ta. Chúng ta chỉ cần ép vào là được chứ không cần phải động gì cả. Tiếp theo đến phần toolbar này. Toolbar này biết là cái gì không? Ấy là cái gì? Chính xác. Nó chính là cái công cụ mà chúng ta nhìn thấy ở đây này. Nó chính là cái này. Bây giờ tôi thử bỏ một dòng nhá. Thử bỏ đi một cái dòng này nhá. Chúng ta thấy mất cái sược. Cái đoạn sược ở phía trên dòng đầu tiên rồi đúng không? Đúng nhá. Thế cho nên là chúng ta có thể quyết định là đây là sược này, save new page preview template này. Thì đây chúng ta để ý nhá, xem sẽ có khi mà reload này sẽ có cái phần là đây save này, template này, search này. Đấy cắt kia cái thứ kiểu. Nó chính là một cái khung đấy, nó chính là một cái ô này. Được chưa? Thì đấy là nơi chúng ta config cái giao diện chúng ta nhìn thấy ở đây. Chúng ta thích đưa cái nào vào hoặc chúng ta thích bỏ cái nào đi thì edit ở trong đấy. Được chưa? File đấy tên là file function CK editor. Được chưa? Nhớ tôi nhé, đấy là cách chúng ta config. Còn nếu mà chúng ta muốn setup lại từ đầu ấy, việc của chúng ta cực kỳ dễ.
đó là tôi sẽ mấy nữa tôi sẽ gửi lại cho các bạn cái file nén của cái CK Editor này. Cái file nén của cái CK Editor này các bạn copy thẳng vào trong cái thư mục của các bạn. Sau đó các bạn tạo thêm một cái thư mục file đầu trống ở trong public. Thế là xong. Và chúng ta tiến hành là sửa lại cái ở trong CK Editor này ở phần config.php sửa lại cái đoạn base URL này thành cái domain của các bạn, trỏ đến cái thư mục file đầu kia là được. Thì đấy là cách chúng ta setup. Tất nhiên nó sẽ có cái guide, khi mà các bạn tìm search ở trên Google nó sẽ có cái guide để crack cái CK Finder này. Như ở đây là cái bản quyền crack này. Đây là nó có bản quyền đấy nhá. Khi các bạn mua cái bản CK Finder ấy thì các bạn sẽ phải có tài khoản và có cái password của nó. Như ở đây là người ta crack rồi cho nên là không cần phải mua nữa. Được chưa? Đấy là về phần làm cái CK Editor. Tiếp theo chúng ta sẽ giải thích logic về cái phần upload ảnh. Upload ảnh ở trong cái phần tạo mới sản phẩm. Thì cái bước đi của chúng ta sẽ như sau. Đầu tiên là tạo vào cái post create này. Thì chúng ta sẽ có cái những cái giao diện là post title này, category này thì dễ rồi đúng không? Cái này làm giống y xì kệt như là ở trong cái phần category. Không khác một tí nào luôn. Được chưa? Đây là các cái thư danh mục con của chúng ta. Sau đó chúng ta có một cái phần áp ảnh. Phần áp ảnh này chúng ta có thể chọn ảnh và gửi lên trên phía server. Thì ví dụ như tôi lưu ở trong cái phần storage thì tí nữa tôi sẽ đổi. Phần author thì đây là một cái đoạn text thôi. Tiếp theo là phần short description thì chúng ta hay lưu nó là cái dạng là cái đoạn này. Thì chúng ta hay lưu là dạng chữ in đậm. Thì tốt nhất là chúng ta ném vào đây cái editor cho nó tiện. Sau đó nữa là phần content, đây là phần nội dung của bài viết. Thì chúng ta có thể là kéo dài, kéo ngắn nó ra thì cái này nó có sẵn rồi. Viết dài ra thì nó sẽ có cái scroll bar ở đây để cho chúng ta kéo lên kéo xuống để theo dõi bài viết. Được chưa nhỉ? Sau đó chúng ta submit code lên thì nó sẽ như thế nào? Khi mà submit thì tôi sẽ có một cái file controller. Không nói về route nữa nhá, bỏ qua route. Chúng ta đẩy thẳng vào controller luôn. Controller thì nó sẽ có một cái hàm là hàm save giống như check category thôi. Thì chúng ta sẽ có cái validate thực hiện bằng save post request. Được chưa? Đấy là category của chúng ta. Request của chúng ta. Sau đó chúng ta truyền vào trong post repository và truyền cái request vào trong đấy, tất cả dữ liệu truyền hết vào trong đấy để chúng ta xử lý ở trong repository. Chúng ta mở cái này ra. Post repository. Ở đây chúng ta sẽ có cái thực hiện cái transaction. Nếu request ID bằng null thì là tạo ra bằng new post. Nếu và tạo ra luôn cái create by là bằng auth user cho đến ID, lấy cái ID của người dùng đang đăng nhập hiện tại ném vào cho cái giá trị của create by. Sau đó nếu cái ID nó có giá trị thì chúng ta sẽ tiến hành là model bằng post file request cho đến ID. Được chưa? Thì đấy, chúng ta lấy ra một cái đối tượng đã tồn tại rồi, sau đó chúng ta tiến hành fill cái request cho đến own vào trong cái đối tượng của chúng ta. Thì chúng ta sẽ fill những cái thằng nào? Chúng ta fill cái thằng nào thì chúng ta phải phụ thuộc vào thằng model ở trong này. Là cái model post. Ở đây chúng ta fill title, get ID, short description, content, author, image. Nói chung là những cái fill, những cái cột mà khác với cái primary key chúng ta fill hết. Được chưa? Nếu mà có thì nó sẽ tự động fill vào. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra tiếp. Cái đoạn tiếp theo là kiểm tra. Ở trong Laravel chúng ta có một cái hàm là hàm hash file. Được chưa? Hàm hash file. Cái hàm này nó sẽ giúp chúng ta, cái hàm này là một hàm nằm trong cái request object. Được chưa? Cái hàm nó giúp chúng ta kiểm tra xem ở cái form gửi lên hay là ở cái request gửi lên ấy, người ta có gửi kèm theo file không. Được chưa? Nếu nó trả về true thì chúng ta sẽ có cái tạo ra một cái file name mới tên là được cấu thành bởi cái unique ID. Có biết unique ID này không? Hả? À? Tuấn, biết unique ID là cái gì không? Không á? Phải chưa? Đây, phptester.net echo ra cái unique ID này. Đây là một đoạn text, được chưa? Tôi refresh cái nữa. Có thấy nó khác không?
Được chưa? Nó là một, nó tự sinh cho chúng ta một cái đoạn string không bao giờ bị trùng nhau. Được chưa? Thì tôi muốn cái ảnh của chúng ta ấy, một khi đã upload lên thì tên ảnh nó là riêng, không trùng với bố con thằng nào cả. Biết vì sao không? Không phải lúc mình xóa file mà lúc người khác up một cái file cùng tên lên thì nó đè lên. Đúng không? Bất cứ giống như ở trong máy các bạn thôi. Các bạn có một cái file ảnh ở trong thư mục ảnh nhá. Ví dụ thư mục image của các bạn có ảnh tên là 1.jpg. Ở ngoài desktop các bạn có một cái ảnh nội dung khác tên là cũng tên là 1.jpg. Bây giờ các bạn cầm cái ảnh ở ngoài desktop các bạn pệt vào trong cái thư mục image kia thì nó sẽ có 2-3 lựa chọn đúng không? Một là replace, là xóa cái ảnh ở trong cái thư mục image cũ đi và chèn cái ảnh mới vào bởi vì nó cùng tên mà. Đúng không? Hai là đổi tên. Đúng không? Đổi tên hai cái, đổi tên cái ảnh thứ hai thành ảnh 1.jpg ảnh 1 cách copy. À, ảnh một gạch dưới copy trừ jpg đúng không? Cách hai là tôi không nhớ lắm, là mệt biết cái gì không nhớ lắm, các bạn thử đi thì biết, tôi không nhớ lâu không win không nhớ. Được chưa? Nhưng mà với lập trình PHP của chúng ta hay là bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác ấy thì nó đều chỉ chọn cách thứ nhất mà thôi, nó đè lên. Cho nên ảnh của chúng, nội dung ảnh của chúng ta sẽ bị thay đổi. Được chưa? Đấy là một cái trường hợp thứ nhất. Nếu mà hai ông up hai cái ảnh cùng lên, ông sau sẽ được hưởng và ông trước cũng được hưởng cái ảnh ông sau luôn. Thì đấy là sai về nội dung. Đến lúc test sẽ ra lỗi. Đấy là một. Việc thứ hai nữa, vì sao chúng ta cần phải đổi tên ảnh và tên ảnh không bao giờ được trùng nhau. Đó là khi mà chúng ta tiến hành là ví dụ hai thằng cùng trỏ, hai bài viết đã cùng trỏ một cái ảnh nhá. Bây giờ chúng ta tiến hành xóa một bài viết đi thì phải xóa ảnh đúng không? Đúng nhỉ? Thế vậy một thằng A và thằng B, hai bài viết A và B cùng chọn một cái ảnh. Bây giờ thằng A xóa đi thì cái ảnh ở trong cái mục ảnh sẽ bị xóa đi đúng không? Thằng B lấy cái gì mà chọn? Tức là thằng B sẽ bị chết ảnh và phải yêu cầu nó upload lại cái ảnh thứ hai. Đúng không? Thì đấy là cái dở hơi của cái việc chúng ta đặt tên ảnh, cho phép người dùng đặt tên ảnh giống nhau. Được chưa? Cho nên là tôi mới cố tình đưa vào đây cái unique ID cộng với đuôi cộng với cộng với dấu chấm, cộng với cái đuôi ảnh, cái request trỏ đến image, trỏ đến extension này này. Nó là lấy ra cái đuôi, ví dụ ảnh của chúng ta là 1.jpg hoặc là sexygirl.png chẳng hạn. Thì nó sẽ trả cho chúng ta cái png. Được chưa? Đó là chúng ta tạo ra một cái ảnh mới. Sau đó chúng ta sẽ là trỏ đến request, trỏ đến image. Nhớ nha, request, trỏ đến image, trỏ đến store, s. Thì cái này chúng ta có thể tìm kiếm bằng việc là vào sách giáo khoa laravel.com này. Mở sách ra ta có lâu thế. Các bạn có thể tìm ở đây là upload. Upload thì chúng ta có HTTP request storing upload file. Được chưa? Đây. Đây là phần storing upload file. Chúng ta sẽ tìm đến cái hàm stores. Được chưa nhỉ? Đó. Stores như này. Thì nó khi mà như này này thì đây cái tham số thứ nhất, lưu ý cái tham số thứ nhất là cái thư mục sẽ chứa cái ảnh này, được chưa? Cái tham số thứ hai là tên mới của cái ảnh nhá. Sau khi ảnh upload lên thì nó sẽ không còn giữ cái tên cũ nữa, chúng ta thay thế cho nó bằng một cái tên mới, thì tên mới sẽ nằm ở bên này. Tất nhiên tên mới sẽ bao gồm cả đuôi ảnh, được chưa nhỉ? Và khi các bạn upload lên thì nó sẽ vào cái thư mục này, này. À đâu nhỉ, vào store này, app này, public này, đâu nhỉ, chả nhớ. Ở đâu nhỉ? Hình như mình chưa up xong hay sao ấy. Upload. Chờ tôi chút nha, để tôi xem nó sẽ up vào đâu. Không, không có trong public. Em chưa sửa code cho nên chắc chắn sẽ không có trong public. Public không có thư mục nào tên là upload cả. Không có thư mục nào tên là upload. Đây, chúng ta sẽ có cái store s, tôi cứ để đấy nhá. Upload file name này. Được chưa? Tí nữa chúng ta kiểm tra xem trong cái thư mục storage này nó có cái ảnh nào không là chúng ta biết ngay. Được chưa? Giờ tôi tiến hành up nhá. Còn khi mà up ảnh nếu mà thành công ấy thì chúng ta sẽ có cái model image bằng store path của cái upload sượt đến cái tên ảnh. Thế là xong.
Được chưa? Thì chúng ta xem như nào. Tôi tiến hành upload ảnh lên. Đây là thiện TH viết định tình. Ở đây không có cái lorem. Đây tôi viết một cái đoạn text vào đây. Chọn category này, SC này. Tôi upload một cái ảnh lên. Hình như mình không có cái ảnh nào sao? Chết mẹ. Chết rồi, tôi không có ảnh. À đây rồi. KK. Nhà. Rồi. Rồi chúng ta sẽ tiến hành submit đây nhá. Tạo thành công rồi đấy. Bây giờ ảnh là to vật này nhỉ. Đây nhá, ảnh chết nhá. Ảnh chết vì sao? Nhìn thấy cây kê trong JPG. Thấy không? Nhưng mà chúng ta ngó cái. Ngó cái xem là ở trong này có cái gì không? Chẳng có cái mẹ gì. Chứng tỏ là fail rồi. Tôi nghi lắm. Không cây nào rồi. Hỏng rồi. À, biết vì sao nó ra cây kê không? Nè, do chúng ta phin. Phin. Khi mà chúng ta phin ấy thì nó lấy thẳng luôn cái tên của cái cây của các bạn. Cái tên này của các bạn đẩy vào ấy thì nó đẩy nó lưu vào đấy. Chứ nó chưa chạy vào đây đâu. Để tôi test cái đã. Tôi dd ra cái hàm hash file này xem nó ra cái gì. Tôi tạo mà lại nhá. Một thời gian quá. Đó. Không, nó có hàm upload đấy rồi. Không cần phải mu miết nữa. Submit phone hơi hỏng rồi. Hỏng rồi, chào phone rồi. Request has file. Đưa cái này lên trên coi. Vẫn phone. Ảo nhé. Mình chọn ảnh rồi mà. Bạn chờ tôi chút nha. Cây lúa. Submit. What the fuck? Tại sao vẫn là phone? Tôi xem lại cái này nó name của nó là cái gì. Spike name bằng image mà trời. What the hell? Tại sao lại ra phone nhỉ? Ảo thật. Đây. Ra cây ăn quả .jpg. Không đúng. Không đúng. Nếu mà nó trả ra đúng thì nó phải là file ảnh. Nó phải là file ảnh chứ không thể là như thế này được. Chờ chút để tôi dd lại. Có gì đó sai sai. Hàm save này. DD ra cái GP cho đến image. Cũng vậy à? S dump. Title. Sao lại thế nhỉ? Chờ chút nhá.
Để tôi đọc lại cái logic của nó là thế nào. Nếu mà đây nha, request cho đến hash file này, hash file method này, file photo này, cái này có liên quan gì đến cái phần request không nhỉ? Chờ tôi một chút, tôi sẽ update cái này. Save này, cho đến request này, bây giờ xem nó có khác không. DD ra cái biến RQ cho đến image, xem nó còn có vậy không. Có gì đó không đúng. Ở đây nó cũng trả ra cái này. Cũng trả ra phone luôn. Bảy. Ô. Bảy nhỉ. Đến file photo is valid. Null nó không phải là file. Kiểu gì nhỉ? Chờ chút. From nên nằm đâu đây? Get form đúng. Gì anh? Type script. Data form này. Từ. Đây nhá. Name bằng image. Tôi để thành upload. Tôi nghi ngờ cái này. Để image không được. Upload này. Sau đó vào cái phần request. Save post request. Cho đến là file. Rồi xong. Rồi xong post controller. Save post request cho đến as file upload image. Vậy thật chả có nhẽ mình làm sai. Ồ. Sao ra gì? À đúng rồi. Chuẩn. Cảm ơn anh, tí quên. Increase time. Nhục phải. Cái gì nhỉ? Multipath. Sược form chữ data như này đúng không? Nếu mình nhớ không nhầm. Multipath form data. Khổ. Cắt tóc đi càng ngày càng ngu. Quên mất. Bao nhiêu kiến thức là đi hết rồi. Bảo sao không thấy lên. Đây rồi, đúng rồi, chung rồi. Mừng quá. Hạnh phúc quá. Rồi, quay trở về với cái thằng repository. Chúng ta sẽ tiến hành là hash file cho đến upload trừ image. Rồi. Request cho đến upload image extension.
cho đến file name, image model cho đến image bằng file name hết rồi. Store này đây bằng cái này. Đây tôi giải thích lại nhá. Đầu tiên đổi tên file này, sau đó lưu file này và tạo trả về cái đường dẫn cột image bằng cái đường dẫn đến cái thư mục upload nằm trong storage. Được chưa? Bây giờ chúng ta xem nó như nào. Hy vọng là được. Hên xui. Thấy lâu lâu. Trang 6. Inspect. Đây. Nó là library web server document này, nghịch ngu rồi. Log storage upload. Log này, storage upload này. 1 năm cái gì đấy, đoạn này tôi cũng chẳng hiểu nên nó là mã hóa. Thì chúng ta ngó qua ở trong cái thư mục này đây, trên upload nó có cái ảnh. Được chưa? Đây là ảnh cây lúa. Thì chúng ta lưu ý lại cho tôi, thứ nhất, đấy đến tôi còn quên, tôi rất hay quên cái này. Đó là ở form ấy, muốn gửi file lên thì chúng ta phải có cái encrypt type bằng multipath form data. Được chưa? Tiếp theo nữa là chúng ta cần phải, cái này thì bỏ qua nhé, cái name này chúng ta bỏ qua đi, không, nó không sai đâu, nó không sai đâu. Và tiếp theo chúng ta ở trong cái repository ấy, thì chúng ta đầu tiên là phải kiểm tra xem có file được gửi lên không. Nếu có thì chúng ta sẽ là đổi lại tên mới cho file này, sau đó lưu file xuống một cái chỗ nào đấy, và cuối cùng là chúng ta tiến hành là gán giá trị cho cái file kia. Thì chúng ta sẽ bỏ cái này đi, bỏ cái storage path kia đi, bằng upload cộng tên file mà thôi. Được chưa? Nếu mà bây giờ tôi sẽ sửa cái này thành đây tôi sửa cái này. Thành local http 2. Sược localhost 2.8000. Không ra. Cái đường dẫn nào để vào trong storage nhỉ? Thôi bỏ qua đi. Và làm cái khác. Được chưa? Nhưng mà ở đây chứng minh một điều là chúng ta upload file thành công. Thế nhỉ? Nó không dư dấu chấm dấu phẩy nào thì chúng ta upload file thành công. Lần sau chúng ta up lên chắc chắn nó sẽ là ra một cái tên file khác, sẽ không bị trùng nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm cái việc thứ nhất là nếu mà để ở trong storage để chúng ta truy cập thì nó rất là khó khăn. Nó có hàm đấy, nhưng tôi không hay dùng nên tôi không nhớ lắm. Nó có hàm để chúng ta lưu trữ vào đây đấy. Thì chúng ta sẽ move cái ảnh được upload vào trong cái thư mục public này. Move sang cái thư mục public này bằng cách như sau. Đầu tiên tôi phải tạo một cái thư mục tên là upload đã ở trong thư mục public. Được chưa nhỉ? Tí nữa tôi sẽ để thời gian cho các bạn làm cái phần này, cứ xem đã. Có một cái thư mục upload ở trong thư mục public này. Sau đó bây giờ tôi vẫn muốn giữ cái hàm là hàm stores này, vẫn muốn giữ cái hàm này, thì tôi làm nào, làm sao để nó chuyển được vào trong cái chỗ này. Thì chúng ta làm như sau. Ở trong phần config nó có cái phần là file system. Được chưa? Config file system. Nhớ kỹ cho tôi cái phần này. Sau đó chúng ta vào trong này, chúng ta sửa lại một phát thì là xong. Đây. This local. Đấy, các bạn đang nhìn thì nó đẩy vào storage path đúng không? Được chưa? Thì chúng ta sửa lại thành là public path. Public path. Bỏ cái mới hôm sau này. Thực tốt nhất là như này, tốt nhất là chúng ta duplicate nó lên và comment một thằng vào public path, comment một thằng vào như thế này là xong. Được chưa? Đây public path. Bây giờ tôi tạo lại, tôi đã để lại một file khác nhá, xem có lên nhá. Chúng ta sẽ có là create này, tắt bớt đi. Cà phê trẻ. Submit đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang submit này. Nó vẫn không có ảnh đâu bởi vì chúng ta chưa có đường dẫn mà. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy là upload cái gì đây. Chúng ta bây giờ chúng ta sửa lại một chút, đó là sẽ thành là sược public. Sược upload. Ủa, vẫn không ra ảnh hả? Sai ở đâu? Đây, chúng ta nhìn thấy upload nó lên này. Thấy không?
Ép lốt nó lên rồi này. Bây giờ chúng ta sửa lại cái này thành, nếu mà tôi không nhầm thì nó phải là như thế này. Localhost public. What the fuck? Tại sao không ra? Có ảnh rồi mà. Chờ chút nha. Localhost 8000 này. Trong thư mục upload này. Đây nó phải ra ảnh đấy nhỉ. Đây là cái cà phê này, ra rồi này. Chúng ta bỏ cái upload đi, bỏ public đi. Để ra cây cà phê chè. Thì là đây nó chọc vào trong cái thư mục public của chúng ta. Được chưa nhỉ? Nó chọc vào trong thư mục public này để nó lấy ra cái ảnh này. Thì chúng ta chỉ cần lưu vào cái code ở trong kia của chúng ta là upload file name như này, hoặc chúng ta lưu thẳng như này. Đây là URL. Chúng ta ở trong helper function nó có một cái URL cộng với cái chuỗi này. Như này thì ngu, lưu hơi ngu. Tôi tí tôi giải thích vì sao các bạn làm tôi bảo lưu ngu. Nhưng mà nó sẽ được một cái là nó sẽ lưu trữ cho chúng ta cái đường dẫn vào trong cái thư mục ảnh kia. Các bạn chờ chút để tôi lưu cho các bạn xem nó như thế nào. Chọn ảnh khác này. Đây là cây khoai. Đây là củ khoai luôn. Chúng ta lại về trang cuối cùng. Lại vẫn thế. What the fuck? À, dư dấu xưởng. Dấu xưởng bên này. Thì tôi sẽ bỏ cái này đi. Này đúng nhỉ? Dư dấu xưởng thì tốt nhất là như thế này. Như này cho nó chắc củ. Để cộng chuỗi không bị lỗi. Đây. Rồi, sau khi upload xong thì chúng ta sẽ vào trong này. Chúng ta nhìn thấy ngay cái ảnh. Rồi, vì trong DB ấy, trong DB lúc này nó sẽ lưu cái ảnh là dạng như này. Chúng ta kéo một tít dưới cùng chúng ta nhìn thấy. Gì đấy? Còn trang tiếp theo đúng không? Hết rồi mà. Không. Không thể nào chưa refresh được. Để tôi tạo câu query. Select sao from post order by order by ID DESC. Đây chúng ta nhìn thấy cái cuối cùng là 109 này. Thì cái đường dẫn ảnh của chúng ta nó bằng thẳng luôn cái localhost như thế này. Bằng thẳng luôn cái localhost này. Nó ra cái ảnh luôn. Nhìn thì có vẻ tiện. Nhưng mà lưu của này là lưu của ngu cực kỳ luôn. Biết vì sao? Sau này nếu các bạn đổi tên domain ra, up lên host thì phải, cái code của chúng ta là phải theo domain đi, đúng không? Đúng nhá. Nhưng mà những cái ảnh nó đã có sẵn ở trong project rồi, bây giờ lại lưu thành là cái gì? Bây giờ vào trang là ví dụ andep.vn chẳng hạn, sược ảnh như các thứ các kiểu chúng ta bây giờ là khi mà ảnh thị ra nó bằng là localhost 2.8000 3.3. Thế thì há mồm chết, đúng không? Cho nên đừng có mà nghịch ngu kiểu này nhá. Đây tôi ngu để cho các bạn xem thôi, chứ không phải là tại tôi ngu. Nên là đừng có mà nghịch ngu kiểu như thế này. Chúng ta chỉ lưu cái này thôi. Được chưa? Nhớ nhá. Chúng ta chỉ lưu cái này thôi. Được chưa? Lưu cái đoạn upload. Lưu cái đoạn upload và file name này thôi. Nhớ nhá. Bỏ cái dấu sược đi cũng được. Và ở ngoài cái chỗ hiển thị ấy, các bạn lưu ý ở ngoài cái chỗ hiển thị ấy, hiển thị ảnh là ở ngoài cái view là, ở ngoài cái view là cái gì? Research đâu rồi? Đây, research đây. Ở ngoài cái view là admin post list, đúng không? Chúng ta có một cái phần hiển thị ảnh, đúng không? Đâu nhỉ? Đây đây, ảnh đấy đúng không? Có cái ảnh này đúng không? Thì chúng ta sẽ lưu trữ trả ra kiểu như này này. Asset đóng mở ngoặc
Đây là đường dẫn đến cái ảnh như này. Được chưa? Nó như thế này. Thì chúng ta mới dynamic được cái domain và ảnh của chúng ta để truy cập vào. Tất nhiên nếu mà các bạn viết như thế này thì chắc củ với các bạn là cái ảnh cũ của chúng ta tèo ngay, chỉ lưu trữ được những cái ảnh mới up lên thôi. Bởi vì ảnh cũ là cái gì? Lauren Pixel cái gì gì đấy 400-200 đúng không? Thì bây giờ lại local host sược Lauren Pixel à? Thế thì càng chết, đây tôi test luôn. Thấy không? Tất cả những thằng khác chết chỉ còn mình sống. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta phải nếu mà rơi vào trường hợp này chúng ta xử lý như nào? Có những một số lượng ảnh nhất định nó là Lauren Pixel. Có một số lượng ảnh nhất định nó lại là không có cái Lauren Pixel. Hả? Chúng ta định xử lý như nào? Nếu mà rơi vào tình huống này. If chứ còn gì nữa? If element trỏ đến image. Đây là tất nhiên là chỉ làm ở trong cái tình huống là chúng ta ngu thì phải chịu thôi. If bằng với cái Lauren Pixel bao nhiêu nghìn đấy? 4.000, 2.000 gì đấy tôi không nhớ lắm. Đây Lauren Pixel tôi copy một cái từ trong DB ra. Nó sẽ bằng với cái đoạn string của tôi. Bằng cái này. Thì chúng ta sẽ hiển thị cái img này. Nó bằng cái src, nó chính là bằng cái element trỏ đến image như này thôi. Còn else, chúng ta sẽ có a còng else thì nó phải bằng cái image có cái asset của chúng ta chứ. Cái này chứ. Test. Ủa đây là trang cuối cùng. Đây. Chúng nó vẫn sống đúng không? Được chưa? Chúng nó vẫn sống mà của mình thì cũng sống. Những cái thằng này là những cái ảnh up fail nhá. Bỏ qua nó đi. Quang đi, tí tôi xóa đi. Post, remove. Remove xong về bố trang chủ luôn. Á mồm. Được chưa? Tôi tạm thời tôi sẽ xóa hết những cái bài viết mà không phải là ảnh chúng ta up lên. Thì tôi xóa hết từ ảnh số 107 về 1, về 4. Xóa hết. Bây giờ chúng ta là của nhà chồng được rồi nên chẳng tội gì phải giữ cả. Delete from post where ID nhỏ hơn bao nhiêu nhỉ? 108. Execute. Xong. Đấy, bây giờ chỉ còn 2 thằng. Tôi xóa nốt cả thằng này đi luôn. Yeah. Thì ảnh đã style gì đâu mà chả xấu. Cố lên mà code cho nó đẹp. Cái. Rồi được chưa nhỉ? Đấy là cái việc chúng ta upload ảnh. Thì bây giờ tôi sẽ đẩy code lên trên để cho chúng ta code nhá, để xem có lỗi gì thì còn sửa. Nhiều đấy, phần này rất là nhiều. Tôi sẽ bỏ mấy cái ảnh không cho lên. Còn cái ảnh nào? Commit. Step. Push. Lên rồi đấy. À chưa, bây giờ đang lên. Thì thứ nhất, chúng ta check lại cái form của tôi. Được chưa? Check lại cái form và check lại cái CK editor nó hoạt động hay không. Nếu không hoạt động thì phải báo. Được chưa? Cái thứ hai là chúng ta check lại cái logic upload ảnh và lưu trữ ảnh ở trong thư mục public upload. Được chưa? Và test ở trong cái bài của mình xem có ổn hay không.
chắc chắn là trong này chắc chắn là cái phần CK editor các bạn sẽ không hiểu. Tôi thề với các bạn, tôi còn không hiểu là các bạn. Có phải là nhưng mà các bạn sẽ không hiểu trừ khi là bao giờ các bạn dèm bể đi, các bạn tự sát lại thì các bạn mới hiểu. Tôi thề thôi, cái sự lưng ngu của đấy cực kỳ. Cái gì? Bận đấy. Mai đi sắm chỗ các thứ vào. Thầy các đi để cho sinh viên được cái. Đấy, thằng sinh hồn đấy. Trước thằng nhớ qua đâu không ạ? Thầy nè. Thầy nào? Tao ấy. Thầy nào trước rồi bây giờ bảo thầy nhớ đi ăn gì? Thầy nào nghe? Ồ, sao thế? Nó có chú lên thì thôi kìa. Không ngồi em. Chắc là tao. Lại đi mà. Không phải đâu, là nếu không lên thì phải ăn. Không phải là. Nhưng mà thì nó đi học, thầy cũng không phải. Nhớ ra thầy rồi. Nhớ ra thầy rồi.
mọi thứ lâu lắm rồi. Mày bây giờ cái tải của 78% thì tải bao giờ phải chứ? Tại sao không có không bị thẳng này về nhé? Rồi anh em phải đi lấy quân master về mà mình mua mà bây giờ quân sao nó bị chỉnh sửa sao tạo ra một cái không phải không phải không làm thế sai đấy là tôi có làm một video để dẫn cho con nghèo tôi từ cuốn sách của tôi luôn chết chắc nó mình còn thích ngay email của gì email đăng ký cái kia là gì tôi in bài vào trong cái trong repository của ông thì ông mới làm việc được. Email là gì? Ờ. Cái đoạn invite ở đâu nhỉ? GitHub invite user to repository. Thôi cứ clone mày đi không sao. Setting này, collaboration này. Đây, chính tài khoản GitHub là gì? Cả một trong hai. Tên đăng nhập là được. Không biết là cái gì, để tôi đến thua. Đào. Đạo chính. Đào chính. Rồi đấy, vào GitHub đi. Vào GitHub confirm đi chứ gì nữa. Vào GitHub confirm có hiểu không? Có hiểu confirm là gì không? Mai nhá, mang sách mang vở đến là Trâm nó dạy tiếng Anh cho nhá. Dốt thế nhở? Đây invite này. Add collaboration. Email. Vào email đi. Thế nào?
smart ID itu. Apa smart ID kan? Lớn quá, quay lớn quá rồi.
nó bị lỗi chưa qua được request. Cô đi vào trong controller và xem nó vào được chưa. Đấy, đây ngay dòng đầu tiên, đây đây một đấy. Thế nào? Yeah.
nhân. Đó. Cần hỏi giống nhau không? Nói khó hiểu chứ. Cô hỏi lại trên cái ngành này. Được.
Thank you.
xong. Nửa bên nhá, nửa bên này của tôi nhá. Được chưa? Giờ này, tôi nhìn thấy những một chữ này này của tôi. Tiếp nhá. Xong chưa? Còn ai thắc mắc gì không? Châm làm gì kia? Nó làm sao? Xuống xem nó, xem vì sao nó không xếp được. Nghe lên. Hai thằng đồng đúng không? Đồng hay đại đại à? Xuống xem nó vì sao nó không xếp được. Giúp bạn, nhanh lên. Obvious resolution is possible now. Sao còn ai vấn đề gì không? Để làm sao rồi? Thank you.
Thank you.
Gracias.
Thank you.
phải làm sao chẳng ghét được ai đi vào trong cái cuộc kia. Thế vậy thì nếu mà cho ra ngoài không đăng nhập thì không có ID đúng không? Không có user ID đúng không? Đúng không? Để download cái này để mà gắn cái này. Vấn đề ở đây. Đây. Vấn đề là có thể hoàn toàn pass qua bằng việc là số ở đây. Ví dụ đây. Là hạt vô. Xong chưa? Còn ai có vấn đề gì không? Để dừng lại hơi bị lâu để chúng ta fix lỗi đi nhá. Còn ai có vấn đề gì không? Tú xong chưa? Tuấn không nhỉ? Ok, tiếp. Chúng ta hoàn thiện thêm cho cái form của chúng ta chứ không để thế được. Cái form này lúc nãy là có cái old title với lại cái gì gì đúng không? Form này là form đâu đấy không biết. Form này là form admin post này. Chúng ta còn hai cái tag area, chúng ta chưa nhét cái old content với lại old cái short description mà đúng không? Author cũng chưa có. Đây các bạn đấy, author chưa có này. Chúng ta chỉ mới có O về model thôi. O về model O về model name hay sao ấy. Tôi nhận title. Đây này. Mới có hàm này thôi. Thì chúng ta phải quay lại ném tiếp vào đây cái O về ID. Này là ID này. Rồi. Quăng cái này đi. Để giữ lại được cái những cái gì người ta đã sửa trước đấy chứ chả nhẽ xếp lên phát là mất hết à. Thì chúng ta phải ném nó vào. Ở đây có file name thì thôi nhá, file này thì thôi, không phải giữ lại làm gì cả. Nhưng mà ở trong cái phần đây model author này này, cũng phải giữ này. Tất cả những cái field chúng ta cố gắng giữ lại những cái giá trị mà trước đấy người ta vừa mới sửa xong. Short description thế. Content cũng vậy. Giữ lại hết. Để tránh những việc người ta lỡ submit không thành công thì nó lại mất dữ liệu, nó không hay. Và giữ lại hết cái MO này. Cốt lên rồi nhá. Cái gì? Đây này. Nó vừa đẩy cái lên rồi, kéo về thôi. Theo dõi cái gì đâu, những cái lúc cần nghe thì chả nghe, làm những cái việc tối bao luôn rồi. Còn vào. Đấy, thấy chưa? Đấy thì là tự động cái form của nó sẽ bắt hết. À, một thêm một câu hiệu vào này. ID thôi này. Sau cứ thế mà làm. Chỉnh sửa cái gì thì cứ chỉnh. Nó có lúc nào cần mở thì cứ mở thôi, cho nó nhanh. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần là chúng ta tiến hành là update một cái bài viết. Thì chúng ta sẽ vào trong cái phần view research này, list post, thì chúng ta sẽ sửa lại cái URL là ở đây đang là get update này, chúng ta sẽ sửa lại thành post update với ID bằng element ID
vẫn như cũ, chúng ta chỉ sửa lại mỗi chữ kết thành chữ post thôi. Ở cái đoạn có cái URL là update ấy, edit. Sau đó tiến hành tạo URL, tạo cái route cho thằng này. Thì chúng ta sẽ có cái route là edit copy của thằng category. Route là post dược edit ID. Ở đây chúng ta sẽ có là post controller để update. Đây là post update. Thêm URL này vào, thêm route này vào. Sao ấy trông giang như kiểu sinh nhật xong phát vật luôn à? Đấy. Đấy, cái tội sinh nhật không mời tôi miếng bánh nào, nó khổ thế đấy. Được chưa? Mấy cái việc này chắc là một nốt nhạc thôi. Tiếp tục, chúng ta đẩy về hàm update ở trong post controller thì phải kiểm tra xem trong post controller có chưa. Post controller xem có hàm update chưa. Chưa có hàm update thì tiến hành decop category controller. Chắc chắn nó sẽ có một cái hàm update thì decop cái hàm đấy về. Copy về, paste vào trong cái post controller ấy. Đây vẫn là hàm update, vẫn lấy ID. Nhưng ở đây chúng ta model của chúng ta sẽ là bằng post 2.2.file. Được chưa? Model còn lại thì vẫn giữ nguyên admin.post.form để đẩy ra được cái giao diện. Không nhờ. Có cần để cốt lên không? Rồi, lên rồi đấy. Sau đó chúng ta tiến hành test thôi. Tiến hành test ở trong cái giao diện mình thôi. Edit đúng không? Để post edit 109 sẽ ra luôn cái này. Category what luôn. Author là như này luôn. Giá trị text ở trong này nó có sẵn luôn. Và bây giờ chúng ta chỉ đơn giản là xếp xuống là xong. Không phải làm gì thêm. Hết phim. Nếu mà thích, chúng ta hoàn toàn có thể để trên đây một cái ảnh nó nhỏ nhỏ để hiển thị ảnh cũ là như thế nào, không cần phải update hay không. Vậy thôi. Thế là update xong rồi đấy. Để tiến hành để update là thiện th này, bài viết là test update. Content nó sẽ là bôi đen này. Đây là tôi copy luôn cái short description này xuống. Rồi, cái gì đây trời. Sao đứa nào mà nhắn tin cái giờ này trời. Về short description này. Đây là content này. Rồi. Set xuống. Chúng ta sẽ có cái là test update what. Ảnh vẫn giữ nguyên đúng không? Không thấy ảnh thay đổi gì cả bởi vì chúng ta không up ảnh mới lên. Vẫn giữ nguyên, tất cả giữ nguyên. Và nó update những cái thứ mới vào đây. Thế là xong. Còn style phần này chúng ta tự style nhé.
Thế là làm xong cái update thì hết phim. Update các bạn làm xong sếp thì các bạn làm update nó nhàn cực kỳ luôn. Tiếp theo hả, làm sao có gì muốn bày tỏ thì bày tỏ luôn đi. Cái gì mà update ảnh mới lại nhảy lên đầu tiên hả? Bởi vì trong cơ sở dữ liệu của tôi có mỗi một cái bản ghi thôi. Của em rất là nhiều luôn. Quá. Đâu. Tiếp theo, chúng ta tạm dừng ở cái phần danh mục của bài viết. Tạm dừng ở đây, chúng ta còn một phần nữa rất là quan trọng với hàng ngày, đó là cái phần vừa rồi, phần Slack. Chúng ta tạm dừng đấy đã, để chúng ta làm quen những thứ basic đã. Chứ bây giờ ôm vào cho chúng ta cái phần mà Slack thì chắc chúng ta một thở với mai có một nửa số này đi học. Thôi thì tôi cũng trên. Chúng ta chuyển sang phần khác. Bây giờ vận dụng hết tất cả những cái thứ mà các bạn vừa mới làm ấy. Làm luôn cái phần này thử xem có làm không nhé. Buổi sau đấy chưa? Đó là chúng ta tiến hành làm cái chức năng, sẽ thêm vào trong này một cái chức năng này, hoặc là thêm lên trên cái này. Trên khi mà các bạn bấm vào cái thẻ này này, bấm vào cái đây. Bấm vào đây đúng không? Sẽ có một cái profile đúng không? Thì yêu cầu bấm vào profile đấy, chúng ta sẽ ra một cái giao diện và sang một cái trang là admin sửa profile. Sửa profile. Trong này sẽ có các cái ô để cho giúp chúng ta edit cái thông tin của người dùng này. Được chưa? Chúng ta đã có cái bảng user info rồi đúng không? Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta có cái bảng user info rồi đúng không? Đây này, full name, birth date, các thứ này, đúng không? Rồi thì ở trong bảng user bình thường chúng ta cũng có cả name này. Name này có được update nhá. Name này được update, chỉ có email và password không update thôi. Avatar ở đây chúng ta chưa có đúng không? Trong cả hai bảng chúng ta đều chưa có avatar đúng không? Thế vậy thì các bạn phải làm avatar cho tôi. Có mỗi thế thôi. Trong phần admin profile này các bạn thêm cho tôi một cái phần là upload avatar mới này. Rồi thì là tiến hành upload những cái update về full name này, về name này, về birth date, Facebook, website. Thế thôi. Đấy, ngồi làm đi, tự thiết kế và làm. Bây giờ là đến cái level này là các bạn phải làm được cái việc đấy rồi. Cho nên là tôi sẽ không chữa trong buổi này để các bạn tự vận động và tư duy vào hỏi. Sau đó đến buổi sau thì tôi mới tiến hành tôi chữa. Xem có đúng hay sai. Rồi buổi của chúng ta tổng hợp lại rồi hôm nay chúng ta chữa lại cái bài về sếp upload cái áp dụng cái phần gì nhỉ? Cái phần CK Editor, CK Finder. Đúng không? Upload ảnh. Thì lưu ý khi upload ảnh thì tôi còn quên là mỗi khi chúng ta động chạm thì upload một cái file mà đến lên server thì phải có phần encrypt time multipath data. Được chưa? Sau đấy là chúng ta tiến hành xếp xuống thì chúng ta phải get cho được check xem có ảnh không thì chúng ta mới lưu xuống. Và lưu lại đổi tên cái ảnh của chúng ta trở thành một cái tên khác, giữ lại mỗi cái đuôi ảnh thôi. Sau đó lưu lại thì chúng ta hãy update, nhớ cho tôi cái chỗ này này. Cái chỗ config file system để lưu nó sang, chuyển nó sang cái thư mục là public, chuyển cái file upload của chúng ta lưu trữ ở trong thư mục public, chứ còn nếu không mặc định nó sẽ nằm ở trong thư mục là storage. Như vậy chúng ta lấy ra nó rất là khó khăn, cho nên là chúng ta lưu lại nó trong public path và tiến hành
xếp nó xuống, sau đó xét lại, nhớ nhá, có ảnh thì mới xét, không có ảnh thì thôi kệ nó. Được chưa? Có ảnh up lên thì mới xét lại cái cột image ở trong cái cơ sở, cái cột ở trong cơ sở dữ liệu của chúng ta thành một cái đường dẫn mới. Được chưa? Còn không thì thôi dẹp đi. Được chưa? Và xếp còn cái chức năng nữa hôm nay nãy làm chắc là một nốt nhạc thì đơn giản là update mà thôi. Vì đấy cực kỳ dễ, không có cái gì cả. Bây giờ code tôi đã đẩy lên rồi, đẩy hết lên rồi. Bây giờ công việc của các bạn là sẽ ngồi làm cho tôi cái chức năng